Bằng một niềm tin xác tín rằng ẩn đằng sau bức màn dày hàng ngàn năm của lịch sử dân tộc là một nền văn minh trang phục rực rỡ, đoàn làm phim chúng tôi đã lần theo những chỉ dấu mà tiền nhân để lại trên các cổ vật, từ trống đồng, thư tịch, tranh tượng đến từng mẫu giải nhỏ được cất giữ tại các viện bảo tàng, các nhà sưu tập từ Bắc vào Nam, cả trong và ngoài nước, để chứng minh sự độc đáo về trang phục của một dân tộc mà ngay từ tên gọi đã có dấu vết của nghề nuôi tầm dệt vải. Với sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia cố vấn lịch sử, khảo cổ, mỹ thuật, cuối cùng, tuy chưa thể phục dựng đầy đủ bức tranh tổng thể về lịch sử trang phục Việt, nhưng bộ phim phần nào mang lại những phác họa cơ bản để từ đó người xem hình dung được vẻ đẹp sang cả mà đôn hậu của tổ tiên, một vẻ đẹp ẩn chứa sức sống quật cường của dân tộc Việt. Vương Triều Trần kế thừa những thành tựu của văn minh Phật giáo Lý và thúc đẩy tinh thần đó lên mạnh mẽ trong ba cuộc chiến chống Nguyên Mông. Vương Triều này khởi dựng từ năm 1225, khi nữ vương cuối cùng thời Lý nhường ngôi cho chồng trong một âm mưu chính trị của Trần Thủ Độ, và kết thúc năm 1400 bởi Hồ Quý Ly. Đoàn làm phim chúng tôi đi đến đền An Sinh, nơi thờ tự các vua Trần thuộc Đông Triều Quảng Ninh. Người ta cho rằng gốc gác của họ Trần là ngư dân Phúc Kiến dạt sang Đại Việt nhiều đời. Sự Việt hóa nhanh chóng và gánh vác những trọng trách trong gần 200 năm khốc liệt khiến nhà Trần lập võ công hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc. Bên cạnh võ công là văn hóa nghệ thuật cũng đạt đỉnh cao chói lọi, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Bức tranh dân gian Đông Hồ cũng mô tả Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch Đằng mặc lui giáp đời Tống. Cũng như đời Lý, đời Trần trải 8 vị vua và hầu hết tham gia lãnh đạo kháng chiến chống Nguyên Mông, cũng hầu hết tôn sùng đạo Phật. Những pho tượng vua Trần ở đây được làm vào những thời kỳ sau, tất nhiên căn cứ vào mẫu hình chung về tượng thờ, mũ miệng, áo long bào, râu ba chòm và ngồi nghiêm trang trên hương án và trong khám thờ. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được lòng tôn kính một vương triều hùng mạnh mà nhận được không nhiều thông tin về trang phục qua những thần tượng này. Theo An Nam Chí Lược của Lê Tắc viết vào thời Trần, vương phục lúc đó dựa trên chế độ phục sức của nhà Tống ở Trung Quốc. Cách đền An Sinh chừng 3,5 cây có khu lăng mộ thời Trần. Nơi đây chỉ còn là một nền kiến trúc hoang vu với những thạch tản, còn có 2 tấm bia và 1 pho tượng cục đầu. Trong chiến tranh, kẻ xâm chiếm thường chặt cục đầu các tượng thần, làm cho những tượng thần ấy mất hồn và mất thiên, coi như đã chặt được đầu của đối thủ. Đối với chúng ta, pho tượng đủ là tư liệu quý về trang phục của một bậc quân vương. Ngài mặc áo hoàng bào vạt chéo, thắt đai rồng được chạm khắc khá kỹ ở phần bụng tượng. Ngài ngồi thế tọa thiền, giặt áo trùm lên 2 chân tỏa ra như lớp lá sen. Có thể tạm đoán rằng đây là tượng của vua Trần Thái Tông, một nhà thiền học lớn của thế kỷ thứ 13. Bên những dãy núi trùng điệp vùng An Sinh, Đông Triều, nhiều lăng mộ vua Trần được an táng tại đây, như Thái Lăng của Trần Anh Tôn, Mục Lăng của Trần Minh Tôn và An Lăng của Trần Hiến Tôn. Lăng vua Trần Hiến Tôn nguyên ở Kiến Xương, Thái Bình, sau được nhà Trần rời về đây còn gọi là Nghệ Sơn Lăng. Chúng tôi khảo sát 2 pho tượng quan hầu bằng đá, kích thước nhỏ hơn người thường, nhưng khá rõ về kết cấu cơ thể và y phục. Thật đau xót khi thấy cả 2 tượng đều mất đầu và sứt mẻ. Quan hầu mặc triều phục dài,
tay áo rộng và hai tay đang bưng một lễ vật. Phần lưng và nếp áo được chạm chìm, giản đơn, nhưng phần bụng chạm khá kỹ, nổi lên là giải thắt lưng buộc nút. Giải này nằm dưới đai lưng, thắt ra ngoài thân áo. Không nghi ngờ gì về trang phục của các quan hầu thời Trần chính là như thế này. Họ mặc áo đơn bên trong, áo dài có đai và thắt dây lưng ra ngoài. Bản vẽ và bộ trang phục do đoàn phim phục hiện lại này có thể hình dung thêm vài chi tiết như diềm hoa văn, mũ và giày, nhưng nó cũng giản đơn như pho tượng mà chúng tôi khảo cứu thôi. Các quan hầu trong cung có thể đội mũ vải tròn, trong mặc áo dài đơn, ngoài mặc xanh hoặc đen, tay hơi rộng, thân trước bắt chéo sang trái và cài bằng khuy vải, lưng thắt đai to. Thực tế thì chiếc áo dài này còn đơn giản hơn cả áo vạt chéo. Dưới sự bảo trợ của vương triều, trung tâm Phật giáo Yên Tử được xây dựng, và nơi đây là thánh địa của phái thiền Trúc Lâm với ba vị tổ sư là vua Nhân Tôn, sư Huyền Quang và sư Pháp Loa. Khi xưa, với 20 ngôi chùa và thiền viện nằm rải từ chân núi đến đỉnh núi cao hơn 1.000 mét, người ta phải đi bộ mất 30 cây số. Bắt đầu từ chùa Bí Thượng nằm ở dốc đỏ Uông Bí đến chùa Đồng nằm trên đỉnh, mà khi leo lên đây, Nguyễn Trãi đã ngâm rằng: vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả, nói cười người ở giữa mây xanh. Ngày nay đường ô tô đã tốt, lại có cả cáp treo đưa du khách lên cao. Đoàn làm phim đi cáp treo lên chùa Hoa Yên rồi vào tháp tổ. Khu vực này còn có nhiều tháp mộ của hoàng thân quốc thích nhà Trần. Đi qua những rừng tùng xanh ngắt, đường dốc treo leo, phía sau chùa Hoa Yên có 6 am thờ. Am đầu tiên có lăng Quý Đức, trong lăng là Huệ Quang Kim Tháp, còn gọi là Tháp Tổ. Tháp Tổ từng được tu sửa trong thời Lê trên nền thời Trần. Xung quanh có hơn 60 tháp mộ lớn nhỏ của nhiều thế hệ sư tăng và hoàng thân quốc thích. Vua Trần Nhân Tông sinh năm 1258, viên tịch năm 1308. Người đã tham gia cả hai lần kháng chiến chống quân Nguyên và đứng đầu phái Trúc Lâm Yên Tử. Từ bỏ hoàng bào, long cổn, nhà vua khoác áo tu hành giản dị. Tấm áo tràng vạt này để hở trần tay phải và chỉ che tay trái. Thực chất, đó chỉ là tấm cà sa mỏng quấn quanh thân và để trần tay phải, theo truyền thống của các nhà sư Theravada. Ngày nay người ta vẫn còn thấy lối cà sa này ở các nhà sư khất thực. Cà sa thì như vậy, nhưng triều phục của hoàng đế lại cầu kỳ vô cùng. Theo Lê Tắc trong An Nam Chí Lược thì quốc chủ, tức nhà vua, đội mũ bình thiên, mũ quyển vân hay mũ phù dung, đeo đai lưng kim long, cổ đính là trắng hay bông trắng kết lại, khăn kết tua vàng và ngọc châu, phủ tấm vuông, tràng áo cong, tay cầm ngọc khuê. Từ bỏ ngai vàng, cởi được triều phục cầu kỳ, nhà vua viết: ai trói mà tìm phương giải thoát. May mắn thay, hình ảnh của bộ long bào thời Trần lại có thể thấy trên tấm bia Ngô Thị Bi Ký ở Chùa Dầu, Hà Nam, được tạc khoảng những năm 1358-1369. Theo nhiều ý kiến, đó là hình ảnh của vị cư sĩ họ Ngô. Nhưng tại sao một cư sĩ lại khoác long bào, là hình ảnh của một vị vua Trần ngồi trên ngai có chạm khắc rồng? Đó phải chăng sau khi từ bỏ ngai vàng về ở ẩn đi tu? Bức phù điêu có hình người đầu đội mũ bình thiên đính ngọc, có dải rũ xuống hai vai. Vành mũ chạm các chòm sao, trong mặt sim dài, ngoài mặt long bào cổ tròn, có vòng cổ đeo những tràng trang sức, tay áo thụng lớn chắp lại cầm hốt. Ngài tựa vào long ngai chạm rồng, rõ là bậc quân vương. Dù không phải là y phục thực,
nhưng đây cũng là một tài liệu quý giá về hình ảnh một vị vua thời Trần với phục sức khá sát với sự thật. Nó cho thấy khuynh hướng ảnh hưởng phục sức Dương triều Trung Hoa như Lê Tắc nói là có thực, nhưng cũng đơn giản hơn nhiều so với chế độ miễn phục, tức quy chế phục trang hoàng đế của phong kiến Trung Hoa. Bản vẽ cho thấy bộ phục trang này nằm giữa một loại long bào và một loại áo tu hành, khiến chúng ta khó đoán định mục đích của chủ nhân. Bảo tàng Thái Bình có một số hiện vật liên quan tới thời Trần. Bức tranh thờ miêu tả Thái sư Trần Thủ Độ trong trang phục vương triều. Ông đội mũ ô sa cánh chuồn vắt chéo lên, nhưng lại mặc long bào lộng lẫy kiểu nhà Tống. Dù không phải vua, nhưng Trần Thủ Độ lại là người sáng lập nhà Trần. Ở lăng mộ của ông còn có tượng đá con hổ nằm xoài. Người ta coi đây là hiện thân của vị Thái sư tài ba, lắm công nhiều tội. Mỗi làng quê Bắc Bộ đều có thể thấy nhiều di tích cổ, nhưng những gì liên quan đến phục trang lại không dễ tìm. Rất may mắn đi cùng chúng tôi đến các di tích ở các tỉnh phía Bắc còn có hai nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ là Trịnh Quang Vũ và Phan Cẩm Thượng. Đoàn làm phim chúng tôi đến chùa Ngọc Khám ở phố Khám, Thuận Thành, Bắc Ninh. Ngôi chùa này bị tàn phá từ lâu, nay chỉ còn 3 pho tượng đá và một bia đá thời Hoàng Định đầu thế kỷ thứ 17. 2 pho tượng trong chiến tranh đã bị bom Mỹ hất văng xuống ao. Sau này, dân chúng vớt lên và tôn tạo một ngôi chùa tạm thời như thế này. Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Cảnh khi đối chiếu các phong cách cho rằng 3 pho tượng được làm trong thế kỷ thứ 15, nhưng kết cấu tượng và bệ lại gần với lối tượng thời Lý, nhưng tượng Tam Thế chỉ xuất hiện vào thời nhà Trần, nên có thể tìm thấy nhiều đặc điểm khác nhau từ tượng Ngọc Khám. Khi chở tượng về đây, người ta đưa nhầm bệ tượng về chùa Long Khám, nên có câu chùa bục, chùa bệ. Cả 3 pho tượng đều mặc áo trong, đeo trang sức ở ngực, cầu kỳ, áo đệm thắt đai, áo dài buông cổ, rồi áo choàng ngắn trên vai. Diềm áo đều được chạm hoa văn kỹ lưỡng. Ấy bởi vì đâu binh lửa bời bời, tôi đành mà rát mẹ. Mà để tới nơi lâm tiền tôi đã gặp những loài ác thú khổ mang. Người đòi quét mắt lòng thành tôi kính dâng, vậy cho nên mù mịt mà tôi tàn. Tại bảo tàng Bruxelles của Vương quốc Bỉ có nhiều trống đồng Đông Sơn và một pho tượng Phật thời Trần. Bức tượng tuy giản đơn hơn tượng chùa Ngọc Khám, nhưng cũng khá đầy đủ lớp y phục như thế. Áo trong có nút thắt ở ngay dưới ngực, áo ngoài và vân kiên trên vai. Lối phục trang này có lẽ phù hợp hơn với phụ nữ quý tộc. Khi Phật tượng được nữ tính hóa, người ta dùng lối trang phục của phụ nữ sang trọng để gắn vào thần tượng tôn quý. Chúng tôi coi đây là phục trang của phụ nữ quyền quý thời Trần để tiến hành vẽ lại và phục hiện.
Giọng rửa hận Đại Việt chưa thực hiện được. Nhà Nguyên ở Trung Hoa bị nhà Minh lật đổ. Triều Đại Minh, một thời đại phục hưng Trung Hoa kéo dài từ năm 1368 đến năm 1644. Chúng tôi đi tìm những trang phục nhà Minh có những quan hệ ảnh hưởng nhất định đến trang phục thời Trần và Lê Sơ sau này. Vạn Lý Trường Thành, công trình phòng thủ vĩ đại nối từ Đông Hải đến Tây Cương, dài hơn 5.000 cây số, khởi xây từ thời Tần và được hoàn thiện vào thời Minh. Bộ phục trang giáp trụ tùy tán thật hoàn hảo và ma quái. Nó gồm giáp mặt, giáp ngực và lưng, giáp chân, bao tay và chân. Tất cả đều được làm từng miếng kim loại và đá quý khâu lại. Phượng và đôi chim thần nổi trên ngực cho thấy rất có thể bộ giáp tùy tán được làm cho một nhân vật nữ quyền quý. Từ Trường Thành, chúng tôi đi thăm Thập Tam Lăng, nơi có 13 lăng mộ hoàng triều thời Minh. Những lăng mộ này có cái đã được khai quật, có cái còn được gìn giữ nguyên vẹn. Quang cảnh nơi đây thật u tịch và hoành tráng. Hai người là hai vị chết sớm, tức là không có con. Không có con rồi chết sớm. Sau đó ông này sắp tới ngày chết. Trong bảo tàng của Thập Tam Lăng có những bộ y phục hoàng gia. Chiếc áo của vua này được làm bằng gấm quý, tay rộng, cổ vuông và xẻ ngực. Lưng áo thêu một con rồng lớn cùng cảnh bách tử hí xuân, tức là trăm đứa trẻ chơi xuân. Trước ngực, hai vạt được cài bằng khóa vàng, thêu đôi rồng trầu và hoạt cảnh trẻ chơi xuân cùng nhiều hoa cỏ. Tấm áo giống như một bức tranh nhiều hơn, thực sự là một công trình mỹ thuật mỹ miều, chắc là thường phục trong cung của hoàng đế. Chiếc mũ hoàng hậu này được ghép bởi những hạt ngọc trắng, ngọc xanh và đá quý cùng những con rồng bằng vàng. Có lẽ kiểu dáng mũ không còn quá quan trọng, mà giá trị ở nghệ thuật chạm khắc và ghép ngọc cầu kỳ vô cùng. Nếu như ta nhớ lại chiếc mũ với những mây lửa trên tượng của Ỷ Lan Phu Nhân tại chùa Long Đoại, với sự ảnh hưởng của Phật giáo, thì lại thấy ở chiếc mũ đầy hoa lá của Hoàng hậu nhà Minh với tinh thần Nho giáo thật khác biệt. Chúng ta không rõ nếu không gặp phải thời binh đao liên miên thì Vương triều Trần sẽ phát triển như thế nào. Tinh thần thượng võ đã làm cho mọi nghi thức và quan phục trở nên đơn giản và thực dụng hơn. Khuynh hướng cầu kỳ của Vương phục và quan phục hoàn toàn không có điều kiện phát triển, bên cạnh ảnh hưởng của tinh thần Phật giáo thanh khiết mà các vua Trần cũng đồng thời là các vị cao tăng ưa thanh bạch và khoáng đạt. Đó là tinh thần thiền, lấy trời làm màn trướng, lấy đất làm giường, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, rất tự do, tự tại. Theo Trần Phu,
vị sứ giả nhà Nguyên sang Đại Việt thời Trần. Tác giả Trần Phu truyện, dân Đại Việt lúc đó ra đường mặc thuần đồ đen nên trông như một bầy quả. Điều này không có gì ngạc nhiên, trang phục của thường dân Việt luôn rất giản dị cho đến thế kỷ thứ 20 cũng vậy. Người nông dân cũng mặc thuần đồ nâu hoặc đen. Sử sách thì viết rằng vào thời Trần, nhân dân không được mặc áo màu trắng. Các màu xanh, đỏ, vàng, tía cũng không được dùng. Ngoài ra, xuống chiếu cho quân dân không được mặc áo kiểu người phương Bắc. Tuy vậy, trang phục dân gian thời Trần vẫn là hình ảnh mà chúng ta cần tìm hiểu, mà tốt nhất thông qua những nghệ thuật dân gian phản chiếu đời sống dân gian. Trên con đường tìm tòi trang phục Việt, đoàn làm phim chúng tôi đến đình Lỗ Hạnh ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đình Lỗ Hạnh có nhiều chạm khắc về đời sống ngày thường trong làng xã Việt Nam thế kỷ thứ 16. Những chạm khắc tiên nữ và nhạc công rất phổ biến trong đình làng Việt Nam, có lẽ gắn với những huyền thoại xa xưa và ước mong thoát tục. Hình ảnh nửa người nửa tiên ở đây cho chúng ta không nhiều thông tin về phục trang. Họ đều bận trào phục hoặc xiêm y, tay cầm dải lụa, chơi đàn đáy trong các nhát khắc có tính khái quát. Người và mây rồng đang quyện trong một thế giới hư hư thực thực. Những dòng chữ ít ỏi trong cổn đình ghi: đệ nhất kinh Bắc, sùng khang niên chính nguyệt và tuế thứ Bính Tý mạnh xuân Tân Tạo, nghĩa là năm sùng khang Bính Tý đời vua Mạc Mậu Hợp năm 1576 làm ra ngôi đình đẹp nhất kinh Bắc này. Bức tranh sơn ta bát tiên treo trang trọng ở đình, một lối vẽ sơn trực tiếp không qua mài như các họa sĩ hiện đại. Bức tranh đã được phục chế lại và theo người dân địa phương nó có từ thế kỷ 15. Những cô tiên đang chơi các đàn nguyệt, sáo, hồ, tỳ bà và bay trong mây. Những nhạc cụ một phần từ Trung Hoa, phần khác đã từng thấy trong các chạm khắc thời Lý. Các cô đều trang điểm và phục sức gần với lối thời trang của nhà Đường. Đầu vẫn tóc bồng, tỏa ra khuôn mặt đầy đặn. Trong vẫn xiêm y dài hai lớp, ngoài phủ váy lửng và khoác áo choàng có vành hoa văn trên ngực, lại dùng những dải lụa để múa. Bức tranh được vẽ theo trí tưởng tượng nhiều hơn là căn cứ vào một hiện thực nào đó. Nhìn những bộ cánh các cô tiên nữ trong tranh, chúng ta cũng có thể thấy, cảm nhận những bộ trang phục được may bằng những chất vải mềm mại, thêu thùa chi tiết. Theo sử sách thì đến đời Trần, nhân dân đã có nhiều loại vải bông, vải gai, lụa, lĩnh, sa, the, nái, sồi, đoạn, gấm, vóc. Nghề thêu cũng phát triển. Tuy nhiên chúng ta thấy bức họa có mối tương quan nhất định với những chạm khắc tiên nữ dâng hoa và tấu nhạc thời Trần ở chùa Thái Lạc. Có thể thấy được vài phiên bản của chùa Thái Lạc ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ngôi chùa này nằm ở Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, được xây dựng vào thời Trần, nhưng chủ yếu lại thờ tứ pháp, tức là các vị thần mây, mưa, sấm, chớp. Nhiều chạm khắc tiên nữ dân hương, tiên nữ dân hoa và tấu nhạc gắn với các cổn trang trí trong chùa.
Các tiên nữ này đều mặc áo thụng dài, tay rộng với những dải lụa múa phấp phới quanh thân. Họ chơi nhạc cụ như đàn đáy, nhị, tỳ bà và thổi tiêu. Họ đều cưỡi trên con chim kinari, hay chính họ là kinari được tách riêng phần người và phần chim. Những hình tượng này được vẽ thần bí, nhưng chúng ta không quá quan tâm tới điều đó, mà thấy sự liên quan giữa các tiên nữ Thái Lạc này với tám cô tiên ở đình Lỗ Hạnh rất tương đồng về hình thức. Những chạm khắc dân gian dường như là dòng chảy bất tận của đời sống thế tục trong các làng xã. Bức chạm quan quân đi săn ở đình và đấu vật trong các đình làng xứ Bắc thế kỷ 17 này cho thấy những truyền thống nghệ thuật Trần vẫn được nối mạch, vẫn tràn đầy hơi thở thô mộc. Đứng về mặt trang phục thì những chạm khắc này lại quá đơn giản. Nó chú ý đến hình khối toàn thể hơn là mô tả chính xác cái gì. Cũng nhận ra vài loại mũ quan và mũ lính, những chiếc áo vạt chéo, áo tràng vạt dài, khăn thắt bụng và cởi trần đóng khố. Đôi khi trong nghiên cứu, chỉ một câu hỏi nhỏ lại phải tìm rất nhiều lời giải đáp. Người thời Trần mặc gì và có đúng như những hình ảnh thời đó để lại không? Đó chính là cách mà chúng ta hỏi lại lịch sử. Bức tượng này cho thấy cô gái đầu đội một chiếc mũ có hình sư tử, hay cô ta đội hình sư tử giấy như trẻ chơi rằm tháng 8. Cô mặc váy hoa, nhưng đôi tay bị cụt nên không biết áo cô ta như thế nào. Rõ ràng đây là một cô gái bình dân với phục trang cũng bình dân. Vào thời Trần, khoa thi cũng được tổ chức, nhưng ngoài nghiên cứu về chiếc áo của Trạng Nguyên Đào Sư Tích, chúng ta không rõ lắm toàn y phục Trạng Nguyên lúc đó như thế nào. Bức tranh này mô tả Trạng Nguyên Lương Thế Vinh thời Lê Sơ, vẽ trong thế kỷ 15-16. Bức họa với ông ngồi trên ghế ngai như một tranh thờ. Ông đầu đội mũ cánh chuồn, cổ đeo đai tròn như trào phục thời Tống, mặc áo dài trong và áo đại trào vạt rộng ra ngoài, lưng đeo đai, tấm đệm bổ tử ngực có thêu hình hạc, tay cầm thẻ bài, chân sỏ hài cong, y phục bằng vải màu điều sẫm. Văn miếu vào thời Lý là nơi dạy thái tử nên gọi là quốc tử giám. Đến thời Trần gọi là quốc học viện. Khoa thi thái học sinh đầu tiên được tổ chức tại đây. Thời Lê gọi là nhà thái học và cho khắc bia tiến sĩ hàng khoa. Khi chúng tôi đến văn miếu, một đoàn học sinh người Pháp đến đây nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Văn minh của một dân tộc được thể hiện ở những công trình văn hóa nghệ thuật, ở những danh nhân và nghệ sĩ, và ở sự tôn sùng học thức, cũng là những nghi biểu để đối thoại với các nền văn hóa khác. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: tháng 2 mùa xuân, Thượng Hoàng ở cung Trùng Hoa tại phủ Thiên Trường, thi đình chọn tiến sĩ cho Đào Sư Tích Đỗ Trạng Nguyên, Lê Hiến Phù Đỗ Bản Nhãn, Trần Đình Thâm Đỗ Thám Hoa. Phòng trưng bày của văn miếu có bộ trang phục được phục chế của Trạng Nguyên thời Trần, Đào Sư Tích. Ông là người làng Cổ Lễ, Nam Trực, Nam Định, Đỗ Trạng Nguyên năm 1374, đời vua Trần Duệ Tông. Đây là chiếc áo đại trào, mở vạt chéo về bên trái, vạt áo thêu thủy ba, thân áo thêu những cặp rồng bốn móng và mây, rất trang trọng và thanh nhã. Mũ cánh chuồn của Đào Trạng Nguyên gắn đôi phượng chầu mặt trời và mây lửa.
Thái Bình là nơi lưu giữ nhiều di tích thời Trần, là một trong những điểm dừng chân của đoàn làm phim. Chúng tôi đến bảo tàng Thái Bình và được biết có một số đồ vật dân gian. Mô hình nhà bằng đất nung vốn rất phổ biến từ thời thuộc Hán và cũng phổ biến trong các mộ táng ở Nam Định và Thái Bình. Nó được dùng làm đồ tùy táng, chôn theo người chết, mong cho trần sao âm vậy. Nó giống như một gia trang trong điền trang thái ấp của quý tộc nhà Trần. Tường thấp quay vuông như một thành nhỏ, nhà một tầng trong trung tâm. Bên cạnh là cột mốc bằng gỗ xác định ranh giới ruộng đất chủ nhân khu ruộng. Thái Bình còn là quê hương của nhiều làn điệu chèo Bắc Bộ. Đây là mô hình một nhà hát chèo cổ. Các diễn viên đều mặc phục trang dân gian truyền thống phổ biến trong thế kỷ 19. Đàn ông bận áo the, khăn xếp, phụ nữ mặc áo dài mớ 3, mớ 7, vẫn khăn vành.